Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Cạm bẫy truyền dòng Trao Phia, chương 4. Kiang trạc 25 tuổi. Cái tuổi này nở toàn diện của con người, nhất là nam giới, về cả hai phương diện thân thể và tinh thần. Đối với người Á Đông, thì thanh niên 25 thường có khuôn mặt già dặn, nghiêm trang. Kiang cũng là 25, mà khuôn mặt lại trẻ măng như thể mới 20 tuổi. Thoạt trông, người ta có thể tưởng lầm Kiang với cậu sinh viên năm thứ nhất của trường đại học. Kiang là người Trung Hoa, một dân tộc hay già trước tuổi. Sở dĩ hắn còn giữ mãi những nét hồn nhiên của thời kỳ đôi mươi vì hắn xuất thân từ một gia đình thọ trên 100 tuổi trong vùng Khotan ở tây bắc nước Tàu. Đối diện Kashmir có nhiều rặng núi cao ngất. Kẹt giữa các rặng núi này là những thung lũng vòng chảo, sự đi lại rất khó khăn, nên một số thung lũng không biết thế giới bên ngoài và còn sinh sống như những thời xa xưa. Kiang chào đời tại một thung lũng ít được biết tới nhất, đó là thung lũng Anin. Dân số ở thung lũng này rất ít ỏi, độ 200-300 người, kể cả già trẻ lớn bé. Nhờ khí hậu và cách sống khác thường của họ, bộ lạc Anin ít mắc bệnh tật, hầu hết đều sống trên 100 tuổi. Họ sống lâu như vậy nên đàn ông 50 tuổi vẫn trẻ măng như 30. Họ có những phong tục riêng biệt, chẳng hạn nam nữ cùng dòng máu được phép lấy nhau. Xét cho cùng, phong tục này không có gì là quái gở, vì dân Anin không giao thiệp với người ngoài. Nếu anh chị em không kết hôn với nhau để sinh con đẻ cái, thì họ phải tuyệt dòng tuyệt giống. Theo giải thích khoa học, những cuộc hôn phối đồng huyết thường ảnh hưởng lớn lao đến cơ thể và tâm tính con cái. Chúng có thể bị điên hoặc dữ tợn ngoài sức tưởng tượng. Năm lên 12 tuổi, Kiang đã cao gần thước 7 và nặng 65 kg. Suốt ngày hắn leo núi để trồng trọt và săn bắn. Dân Anin không ai biết đọc cũng như biết viết. Họ cũng không biết thổ ngữ Trung Hoa. Họ chỉ nói một thứ tiếng gần giống tiếng Tây Tạng. Tuy còn nhỏ, Kiang đã có vợ. Vợ hắn là trưởng nữ của ông chú ruột hắn, lớn hơn hắn gần 10 tuổi. Sức lực của hắn gấp 5 gấp 10 sức lực của người đàn ông trung bình, nên hắn không chịu nổi sự cung phụng quá hạn chế và yếu ớt của một cô vợ. Gia đình hắn gồm 5 anh em. Hắn là con út và là con trai độc nhất. Không hiểu vì lẽ gì hắn thuyết phục được 4 chị của hắn chung chăn xẻ gối với hắn. Thung lũng Anin khác với phần đất còn lại của thế giới, ở chỗ không có tình trạng trai thiếu gái thừa. Ngược lại, ở đó trai lại thừa mà gái lại thiếu. Vì vậy đàn ông chỉ được quyền lấy một vợ. Bịch đà thề thái quá của Kiang đã gây ra nhiều cuộc ghen tuông vũ bão và đấu sức. Và trong cơn nóng giận, hắn đã giết luôn cả cha mẹ và một số trai tráng trong làng. Bị đuổi bắt, Kiang vượt núi trốn. Nhờ có sức khỏe phi thường, hắn đã ra khỏi thung lũng Anin và dãy Trường Sơn bất khả xâm phạm. Có thể nói Kiang là người Anin thứ nhất ra khỏi thời tiền sử và bước ngay vào thế kỷ 20. Ngày đi đêm nghỉ, khát thì uống nước suối, đói thì hái hoa quả hoặc săn thú lấy thịt ăn. Kiang đã băng qua xứ Tây Tạng và vượt sông Dương Tử, tiến vào nội địa Trung Quốc. Hắn xung vào quân đội, nhân một hôm đơn vị của hắn đóng ở bìa rừng, suýt bị một đàn gấu trắng tàn sát, hắn mới có dịp trổ tài. Hắn đã dùng chân trái đá chết con gấu trắng đầu đàn, còn thứ nhì mới sán lại đã bị hắn vung tay đánh vỡ sọ. Thành tích võ dũng này như thường lệ được đơn vị trưởng báo cáo lên thượng cấp. Kết quả là binh nhì Kiang được triệu về thủ đô Bắc Kinh. Khi ấy, Kiang mới 15 tuổi. Hắn được quốc tế tình báo sở chiếu cố và đưa vào tổ chức. Kiang ở trong trường gần 5 năm mới biết đọc, biết viết và nói được tiếng Tàu. Dưới sự chỉ bảo của các võ sư hữu danh, hắn đã am tường những mánh khóe giết người thần tốc và hữu hiệu. Ra trường, Kiang được đưa sang Âu Châu thực tập và thi hành những công tác đầu tiên. Món võ ruột của hắn là chém bằng sống bàn tay, mà nghệ thuật nhu đạo mệnh danh là Atemi. Hồi nhỏ, hắn tập chém những tảng băng trên núi nên tay hắn cứng như thép. Ngọn cước của hắn cũng phi thường. Có lần hắn đá sụp một bức tường kiên cố. Kiang còn có một cách giết người êm thấm khác, đó là kẹp đối phương vào nách. Nhân viếng thăm võ đường của Sở Điệp Báo ở Đông Đức,
Kiang gặp một huấn luyện viên có biệt tài tấn công bằng đầu, một cái đầu khổng lồ, búa đập không vỡ. Nghe nói Kiang giỏi về môn kẹp nắt, huấn luyện viên đàn anh này muốn thử tài. Kiang một mực từ chối, viện cớ là dầu hắn nhẹ tay hết sức, đầu của vị huấn luyện viên cũng có thể bị vỡ. Tưởng Kiang kiêu ngạo, huấn luyện viên này liền thách hắn giao đấu bằng môn kẹp nắt. Không ngờ Kiang chỉ hạ cánh tay xuống là cái sọ dừa vô cùng cứng rắn của đối phương đã vỡ và chất óc bầy nhầy phọt ra ngoài. Công tác đầu tiên của Kiang sau thời gian thực tập là hạ sát một điệp viên Tây Phương tại Bá Linh. Điệp viên này nặng gần 100 kg, quyền ăn cũng như nhu đạo đều thành thạo. Từ trước đến nay, điệp viên này đã triệt hạ hàng chục nhân viên ưu tú của các cơ quan gián điệp xã hội chủ nghĩa. Kiang chỉ thanh toán mục tiêu trong vòng 30 giây đồng hồ ngắn ngủi. Điệp viên Tây Phương chưa kịp phản ứng thì sống bàn tay của Kiang đã giáng xuống và xoẹt một tiếng, óc điệp viên này đã bị chẻ làm đôi, nạn nhân chết ngay tức khắc. Sau những thành tích lỗi lạc của Kiang, Trung ương tình báo sở gọi hắn về Bắc Kinh để dành hắn vào công tác đặc biệt. Chắc hẳn những việc sắp xảy ra tại Thái Lan phải có tầm quan trọng đặc biệt, cho nên quốc tế tình báo sở mới phải vận dụng đến đệ nhất tinh hoa Kiang. Người đàn ông thứ hai được tình báo sở phái đến biệt vụ đêm ấy là Nemin. Lộ trình của cặp điệp viên hành động thượng thặng này đã được sửa soạn kỹ lưỡng để không có một kẽ hở nào làm hành tung của họ bị bại lộ. Cả hai đều từ lục địa vượt biên giới sang Hồng Kông, đội lốt thương gia. Kiang đáp phi cơ từ Hồng Kông đi Tân Java, chờ ở đó một ngày rồi lên đường đi Vọng Các bằng thông hành do chính phủ Mã Lai cấp. Nemin đi thẳng tới Calcutta bằng phi cơ thương mại Swiss Air của Thụy Sĩ, nhưng lại rời Calcutta đi Vọng Các bằng phi cơ thương mại Air India của Ấn Độ. Nemin và Kiang là hai thái cực khác nhau, không những chỉ về thân hình mà còn về cả tính tình và kỹ thuật giết người. Kiang là một khối thịt tròn lắn, nặng cân, nở nang và đều đặn như lực sĩ, chuyên về thể dục thẩm mỹ. Hắn sống trên đỉnh núi nên có nước da trắng như người Tây Phương. Ngược lại, Nemin là một thanh niên gầy nhom, gầy đến nỗi khi cởi áo ra, người ta có thể đếm được hết các xương sườn của hắn. Tay chân hắn đều dài như tay chân vượn. Mỗi bước đi của hắn dài gấp hai người thường. Kiang nóng như lửa. Trương Dực Đức tái sinh cũng vị tất đã nóng bằng hắn. Khi lên cơn nóng giận, hắn có thể xô đổ một chiếc cam nhông chở đầy hàng hóa. Trong cặp mắt đỏ như pha máu của Kiang, người bình tĩnh và gan dạ nhất cũng phải e dè. Nếu cần, hắn có thể vung bàn tay kết xù ra, bẻ gãy cổ nạn nhân rồi nhai rau ráu như thể dân nhậu nhai xương gà rán. Nemin ngược lại, tượng trưng cho sự lạnh lùng của bộ lạc du mục Mông Cổ. Hắn là người Mông Cổ chính cống. Từ đời ông cha sinh sống trên sa mạc Gobi, gần hắn, người ta có cảm tưởng hắn là tảng băng, không hề biết giận dữ là gì. Thật ra, hắn cũng biết hỉ nộ ái ố như mọi người trên trái đất, nhưng hắn có biệt tài dằn ép cảm xúc. Giọng nói của Kiang thì lúc nào cũng oang oang, còn Nemin trái lại luôn mềm mỏng dịu dàng. Nhiều khi hắn phát âm ngập ngừng và lý nhí như con gái cấm cung. Vậy mà tài giết người của Nemin lại hữu hiệu không kém Kiang. Nhưng nếu Kiang giết người bằng tay chân, thì Nemin lại giết người bằng khí giới tân tiến. Nemin chuyên giết người bằng súng. Hồi ở nhà lang thang trên sa mạc mênh mông, hắn dùng một khẩu súng cổ lỗ sĩ chỉ bắn được một phát duy nhất. Vả lại, hắn không cần súng tự động, bắn được nhiều phát, cũng như chẳng cần mang theo nhiều đạn dự phòng. Vì từ ngày biết cầm súng, chưa bao giờ Nemin phải bắn phát thứ hai mới hạ được thú dữ. Hoạt động cho tình báo sở, Nemin được làm quen với mọi kiểu súng trên hoàn vũ. Về tác xạ cũng như đấu quyền, có người giỏi xa, có người giỏi gần. Vì vậy, võ sĩ quyền ăn chuyên đánh gần sẽ phải bó tay trước một đấu thủ chuyên đánh xa bằng mai hoa quyền, thái cực quyền hoặc cước quyền. Về tác xạ, rất nhiều người bắn gần 100 phát trúng 100, lại tụt xuống mực trung bình khi phải bắn với ống viễn kính. Nemin lại giỏi về cả hai môn gần cũng như xa, nhưng bắn xa hắn có phần xuất sắc hơn. Hắn chỉ mắc một tật mà nhiều nhà thiện xạ thường có, đó là tật chơi súng thật tốt và kỵ bắn súng lại. Bởi vậy mỗi khi hoạt động ở hải ngoại, bằng mọi giá Nemin phải tìm đủ cách mang súng đi theo. Súng của hắn dùng thuộc loại 600 Nitro Express do một xí nghiệp ở Bỉ Quốc chế tạo riêng cho công ty võ khí lục địa Continental Arms ở Nữ Ước.
Loại súng dài này được liệt vào loại tốt nhất thế giới và mắc tiền nhất thế giới, rẻ ra cũng phải cả ngàn đô la một khẩu, trong khi giá trung bình trên thị trường của súng dài bắn xa lúc bấy giờ chỉ khoảng 200 đô la. Loại súng nặng này chỉ được dùng để bắn thú lớn như voi, sư tử và cọp dữ. Giới thiện xạ quốc tế chỉ dám bỏ tiền mua khẩu Magnum 378 hoặc 375 là cùng, vì Magnum đã là súng săn đắt kinh khủng. Tại Hoa Kỳ chỉ độ vài 300 thợ săn nhà giàu là dám héo lánh đến Nitro Express. Tuy nhiên, Nemin vẫn chưa hài lòng với khẩu Nitro. Tình báo sở còn mang một lúc 10 khẩu Nitro và Nemin mang súng sang tận Anh Quốc, giao cho một xưởng làm lại. Trong kỹ nghệ xe hơi, Rolls-Royce là loại xe đắt tiền nhất. Đắt đến nỗi người ta không thể tưởng tượng được. Xe Cadillac dài hơn 6 thước là xe cừ nhất của Mỹ mà giá bán chỉ khoảng 6-7 ngàn đô, trong khi Rolls-Royce vượt lên tới 50 hoặc 100 ngàn đô la một chiếc. Do đó, xe Rolls được tôn lên làm ông vua của triều đình xe tự động. Purdy cũng vậy. Purdy là ông vua của triều đình súng săn. Súng săn ở mọi nơi đều làm bằng máy, nhưng súng săn của Purdy được làm bằng tay. Tiền công mài dũa lại và cấn trạm một khẩu súng săn tại xưởng Purdy rẻ ra cũng từ 1 đến 2 ngàn đô la Mỹ. Khẩu súng của Nemin lại còn đắt hơn nữa vì được chế biến theo một thể thức điệp báo. Súng Nitro Express bắn đạn ghém, song Nemin lại dùng để bắn đạn viên. Chỉ bắn 2 viên mà thôi. Khẩu Nitro của hắn lại gồm nhiều bộ phận tháo rời và toàn khẩu súng đựng vừa một cặp táp nhỏ. Với khẩu Nitro Express 600, Nemin có thể bắn trúng đích trong vòng 300-400 mét nhờ ống viễn kính cực tốt. Trong một vụ thanh toán do tình báo sở chủ trương, hắn đã bắn trúng cánh quạt của chiếc trực thăng chở một yếu nhân tình báo Xô Viết. Một lần khác, hắn phục trên đỉnh núi bắn hạ một người trượt tuyết ở tận dưới chân núi. Nemin giết người một cách thản nhiên như thể người ta đánh răng buổi sáng. Hắn không cần biết nạn nhân là ai và tại sao phải giết. Chỉ cần tình báo sở ra lệnh là hắn giết. Thế thôi. Trong quá khứ, ít khi Nemin cùng hoạt động với Kian. Nhưng lần này, cả hai được gọi đến văn phòng ông Tổng Giám đốc cùng một lúc và cùng được chở bằng phi cơ riêng đến vùng biên giới Hồng Kông. Không khí ban đêm ở phi trường Đôn Mương làm Nemin thấy dễ chịu. Hồi trưa, hắn suýt ngộp thở vì sức nóng của thị trấn Calcutta. Hắn không mang theo khí giới vì cặp súng Purdy của hắn đã nhập cảnh vào Thái Lan bằng một con đường riêng. Con đường này như thế nào hắn không cần biết. Lần nào cũng vậy, sau khi đặt chân xuống vùng hoạt động, hắn đã thấy cặp súng săn thân yêu ngoan ngoãn chờ hắn trong trụ sở bí mật của quốc tế tình báo sở. Nửa giờ trước, một chiếc taxi đã chở Kian từ Đôn Mương về trung tâm thành phố. Một taxi khác mở cửa đợi Nemin. Hắn khoan thai xách vali ra sân đậu taxi. Tài xế là một thanh niên lực lưỡng, chặn Nemin lại lễ phép hỏi bằng tiếng Quảng Đông. Ông là bang trưởng phải không? Nemin đứng lại. Phải, nếu tôi không lầm, ông bạn ở đường Chakrapet đã thuê taxi này cho tôi. Gã tài xế gật đầu. Nemin trèo lên taxi. Tài xế rồ máy, lái khỏi phi trường. Trên đường vào thành phố, tài xế không hề bắt chuyện với Nemin. Nemin cũng không hỏi tài xế nửa câu. Theo chỉ thị thượng cấp, họ phải giữ tuyệt đối im lặng, ngoại trừ mật khẩu đã trao tại phi trường. Hai tình hòa giết người của mật vụ quốc ngoại Trung Hoa Cộng sản đã có mặt tại Vọng Các. Vậy mà Văn Bình, dắt 28, tình hòa của mật vụ Nam Việt vẫn còn miệt mài trong cuộc truy hoàn. Văn Bình là người không bao giờ biết chán, không bao giờ biết mệt, nhưng đại tá Pít không thể nào chịu nổi cái cảnh ngang tay chướng mắt trên xe hơi mãi, vì thế chốc chốc Pít lại giục bạn. Tôi về khách sạn được chưa? Thoạt đầu nghe đại tá Pít hỏi, Văn Bình giả vờ không nghe, đại tá Pít đằng hắng rồi cất tiếng thật lớn. Văn Bình không viện cớ nghiễn ngãng được nữa nên đành khất với bạn. Một lát nữa thôi, gớm, trên thế gian anh là người đàn ông khó chịu duy nhất. Đại tá Pít bực bội. Công việc là công việc, không thể lẫn lộn công việc với du hí được. Tôi chỉ cho anh 5 phút nữa thôi. Đúng 5 phút nữa, như vậy là đã gần nửa tiếng rồi. Khiếp, nửa giờ sao mà nhanh thế? Trong cuộc vui, thời gian bao giờ cũng trôi qua nhanh. Tôi không tin, chắc đồng hồ anh bị hỏng. Đồng hồ Rolex là loại đắt tiền nhất thế giới. Tôi dùng hơn 6 năm chưa từng bị trục trặc. Anh đừng ngụy biện nữa. Thế nào, anh có định nghĩ đến công việc không? Tôi và anh, cổ nhân có câu trời đánh còn tránh bữa ăn. Đây không phải là bữa ăn, mà là cuộc du hí vô cùng bất lợi và không đúng lúc. Sau 3 phút, nếu anh cứ tiếp tục vui thú,
bắt buộc tôi phải đậu xe tại ngã tư gần trục đèn lưu thông và gọi cảnh sát. Văn Bình thở dài. Thôi được, tôi chịu thua. Trên đời này tôi chưa thấy ai khô khan và ác độc như anh. Đại tá Pít cười khẩy. Cảm ơn, anh cứ tiếp tục chửi tôi nữa đi. Nghe anh chửi tôi còn khoái hơn nghe bản nhạc dòng sông xanh. Văn Bình nín lặng không đáp vì lữ quán Thai Hotel đã hiện ra trước mắt. Đại tá Pít hỏi bạn. Đậu bên ngoài hay chạy thẳng vào trong sân? Văn Bình nhăn nhó. Không nên, dừng lại ở góc đường thì tiện hơn. Anh sợ họ bắn lén à? Có thể họ đang rình tôi trước khách sạn, anh cứ đậu đây được rồi. Văn Bình mở cửa xe nhảy xuống. Đại tá Pít tỏ vẻ sửng sốt khi thấy Văn Bình giơ hai tay chào. Còn tôi nữa, anh định về hotel một mình à? Văn Bình khoác tay. Như anh đã biết, tôi đã có hẹn với một cô gái. Lại bạn gái, lúc nào cũng bạn gái. Thôi được, tôi về một mình. Vô ích, tôi không thể nào cho Simai đi theo tôi, địch sẽ hạ sát nàng. Đại tá Pít quay lại bằng sau lớn tiếng. Simai, cô nghĩ sao? Cô muốn đi với Văn Bình hay với tôi? Nhưng Văn Bình đã cắt lời. Dĩ nhiên là nàng muốn đi với anh. Anh là người đàn ông đứng đắn. Simai không cần anh làm phát ngôn viên. Xin anh cứ để tôi hỏi nàng. Anh hỏi cũng như không, vì nàng không nghe được giọng nói của anh đâu. Trời đất, Simai đã bị gì? Tôi mới thấy nàng cựa quậy cái đầu và cười duyên với tôi kia mà. Phải, chuyện đó xảy ra cách đây một phút. Nhưng anh đừng sợ, nàng không có chết đâu. Nàng vẫn sống nhanh như anh và tôi, chỉ ngủ đi một lát thôi. Thì ra anh đã điểm huyệt cho nàng mê man. Đúng vậy. Tại sao anh lại làm như thế? Thứ nhất, để nàng không thể bám với tôi vào khách sạn Thai Hotel. Thứ hai, để anh chăm sóc nàng. Tôi đã tính kỹ, khoảng 10 phút sau nàng sẽ tỉnh dậy. Thôi chào anh nhé. Đại tá Pít chưa kịp chào lại, chàng rủa trong miệng, đầu trời đánh thánh vật, rồi rồ máy phóng một mặt. Văn Bình vòng qua bên hông lữ quán Thai Hotel. Trước lữ quán, xe cộ đã vắng. Một chiếc xe chở hàng sơn đen đậu trên nền dưới cây bàng đối diện với cổng ra vào. Văn Bình thấy một gã đàn ông béo phục phệt đội mũ rơm dựa lưng vào vè xe, điềm nhiên hút thuốc lá. Vì đứng xa, chàng không nhận được rõ ràng nét mặt của hắn. Tuy nhiên căn cứ vào thái độ nghênh ngang, chàng đoán hắn là nhân viên của tướng Phathom. Câu hỏi hồi nãy lại ám ảnh tâm trí chàng. Quái, tướng Phathom phá rối mình làm gì? Không lẽ tình báo đồng minh Thái Lan lại đi đôi với địch? Văn Bình nhảy qua hàng rào thấp và lén lên lầu một cách nhanh nhẹn và kín đáo, đến trước cửa phòng 218, phòng của chàng. Chàng quay lại quan sát sau lưng. Đã quá nửa đêm, ngoại trừ ánh đèn điện sáng xanh, hành lang không có một ai. Trước khi mở cửa, chàng khựng lại vì chàng biết trong phòng có người. Chàng đã có hẹn với Mỹ Linh, có thể nàng đang chờ chàng. Văn Bình bèn đẩy cửa, cánh cửa không khóa, mở vào êm ru. Trên nền phòng, chàng thấy một xác chết. Văn Bình bước tréo sang bên, nhưng một tiếng cười ấm áp quen thuộc đã nổi lên. Mỹ Linh đang ngồi tréo chân trên giường, đứng dậy, mở rộng cánh tay, tiến về phía chàng. Kỳ anh! Nàng xà vào lòng chàng, và không đợi chàng mơn trớn, đã ngửa mặt tìm môi chàng. Sau khi gọi bệnh đồng tính luyến ái, nàng đã trở thành cô gái đói tình ghê gớm. Nàng hôn chàng rồi nói một hơi như đứa trẻ. Em khỏi bệnh rồi anh ạ. Chàng tát nhẹ vào má nàng. Vì thế đêm nay chúng mình sẽ ăn mừng. Chỉ xác chết nằm sóng xoài dưới nền. Chàng hỏi, hắn núp ở trong phòng à? Mỹ Linh gật đầu. Vâng, em vừa mở cửa vào thì bị hắn chẹt cuống họng và dí dao vào lưng. Hắn dọa nếu kêu cứu thì sẽ đâm chết. Nhưng hắn đến ngày tận số nên mới gặp em. Chắc hắn chỉ là nhân viên cấp dưới nên em mới sử dụng nhu đạo được dễ dàng. Em đã quật ngã hắn rồi giết? Không, sau khi quật ngã hắn, em lôi hắn ngồi lên ghế, dùng lời ngon ngọt hỏi hắn là nhân viên của ai. Nhưng hắn không khai, nổi nóng em đánh hắn bất tỉnh. Thấy hắn nằm bất động trên đất, em sợ quá vội vào phòng tắm lấy nước lạnh định làm cho hắn tỉnh lại. Ngờ đâu em mới quay lưng hắn đã vùng dậy rồi đâm dao vào lưng em. Cũng may mà em phản ứng nhanh nên thoát chết. Đâm hụt nhát đầu hắn liều mạng đâm loạn xạ vào người em, nên miễn cưỡng em phải hạ độc thủ. Em giết hắn hồi nào? Cách đây khoảng 5 phút. Văn Bình cúi xuống quan sát xác chết. Nạn nhân là người Thái với nước da bắn mật và lối phục sức đặc biệt. Chàng xốc hắn lên vai rồi ra hiệu cho Mỹ Linh. Nàng hé mở cửa nhìn ra ngoài. Không có ai hết anh ạ. Văn Bình đi theo Mỹ Linh đến gần cuối hành lang. Chàng tống xác chết vào bể tắm của một căn phòng trống, mở nước cho gần đầy rồi thản nhiên trở lại với Mỹ Linh. Vẻ đẹp của Mỹ Linh thích hợp với cảnh vắng vẻ và im lặng của đêm khuya trên đất khách. Nàng gầy như que tăm
vài mông nhỏ xíu, ngực lép kẹp như ngực đàn ông, nhưng không hiểu vì sao vẫn hấp dẫn. Mắt một mí thường là mắt nhỏ, ít đẹp. Vậy mà cặp mắt một mí của nàng lại dài và to hơn bình thường và đẹp một cách lạ lùng. Khi nàng nhìn chàng, dường như cặp mắt thốt ra thành tiếng: "Anh ơi, em yêu anh lắm, hôn em đi." Chàng bế nàng đặt nằm trên giường, nàng chống tay giọng trách móc: "Anh tệ thật." Văn Bình đang khui chai whisky, vội ngừng tay: "Em trách anh về muộn phải không?" "Không, nếu cần em có thể đợi anh cả đêm, đợi cả tháng, nhưng em không dè sự thật lại như vậy." "Sự thật thế nào hả em?" "Nếu em biết trước, em đã không đến, chẳng thà để anh dắt em mà hơn." "Ô kìa, em nói gì anh chẳng hiểu gì cả, em có bộ mặt bí mật ghê." "Thôi anh đừng đánh trống làng nữa." "Trời đất, tại sao lại giận anh, cứ nói ra đi, anh sắp điên mất." "Anh tệ thật, nếu anh là chồng em thì em sẽ giết anh rồi sẽ quyên sinh." Té ra là Mỹ Linh ghen. Nhưng chẳng sao, ghen là tính tốt của đàn bà. Đàn bà hay ghen thường là đàn bà độ lượng và khả ái. Nhưng em ơi, ghen bóng ghen gió lại là tính xấu. "Ai bảo với anh là em ghen bóng ghen gió? Mà thôi, em làm gì có quyền ghen. Em chưa phải là người yêu hoặc vợ chưa cưới hoặc vợ chính thức của anh thì làm sao ghen được. Buồn quá và ngu quá. Em chỉ là đứa con gái ăn lương của sở mật vụ mà lại tư thông với địch. May mà được đại tá Văn Bình tha chết và nghĩ tình thương hại." "Em nhắc lại dĩ vãng làm gì? Hồi ấy anh làm thinh cho em trốn thoát, không phải vì thương hại mà là vì tình riêng. Phải, lúc đó anh đã có tình riêng với em. Anh tin là em đã hiểu. Vì vậy gặp anh trên đường Praathit, em mới tỏ vẻ mừng rỡ." "Em ghen, em giận là vì thế." "Nhưng em phải cho anh biết lý do." Mỹ Linh nhìn thẳng vào mặt Văn Bình. "Anh có tài lộng giả thành chân, che mắt được những điệp viên cử khôi trong thiên hạ, song không thể ru ngủ được linh tính phụ nữ. Thoáng thấy cử chỉ anh là em biết liền. Anh thú nhận đi, thì em sẽ hết ghen và hết giận." Văn Bình đáp giọng ngượng nghịu, còn ngượng ngập hơn cả nhà đại trí thức bị bắt quả tang ăn cắp trong siêu thị. "Nghề của anh mà." "À, thì ra nghề của anh là ăn ngủ với đàn bà. Vậy thì thôi, chào anh, em về." Văn Bình vội níu nàng lại. "Anh xin lỗi em." Nàng nói với giọng đắc thắng. "Có thế chứ, phụ nữ chúng em thính mũi lắm. Đàn ông mà dính vào đàn bà thường có một mùi đặc biệt. Nó lờn vờn trên tóc và quần áo có khi hàng ngày chưa hết." "Bạn bè thường cho anh là thằng con trai bê tha, anh muốn chừa mà không được. Chẳng qua số kiếp nó như vậy, em đừng giận anh nữa được không?" Mỹ Linh cười giòn. "Có là điên mới mà giận anh." Nàng rút đầu vào nách chàng. Trong vòng tay khỏe mạnh của chàng, nàng thu gọn như con nhái bén. Văn Bình có cảm tưởng nếu chàng khép lại vòng tay của chàng sẽ bóp nàng nát vụn. Toàn thân lâng lâng, chàng đặt ngón tay lên núm tắt đèn. Mỹ Linh van vỉ. "Em sợ lắm." Văn Bình vuốt tóc nàng. "Em đã lành bệnh rồi mà. Đừng sợ, vả lại, anh sẽ có cách làm cho em hết sợ." Nàng lại ngoan ngoãn nằm xuống. Eo của nàng nhỏ xíu và mỏng nét như eo của những thiếu nữ mới 12-13 tuổi. Trên làn da trắng muốt phơi trần dưới ánh đèn điện sáng xanh, không có một đường cong nào căng nở và tròn trịa. Tất cả đều phẳng lì, không có bề dày và cũng không có cả bề ngang nữa. Vậy mà chất liệu đàn bà đầy cuốn hút lại dồi dào hơn bao giờ hết. Văn Bình say sưa dính chặt lấy Mỹ Linh. Nàng chỉ xô đẩy lấy lệ rồi nằm im. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Văn Bình giả vờ không nghe tiếng, nhưng tiếng chuông điện thoại đã kéo Mỹ Linh ra khỏi giấc mộng truy hoan. Nàng là người đàn bà rất bình thường. Trong nhiều năm mắc bệnh, mối tình với Văn Bình đã làm nàng khỏi bệnh. Tuy nhiên, con ma bệnh vẫn rình rập bên giường chờ cơ hội thuận tiện là tác oai tác quái. Nàng đẩy chàng ra. "Để em nghe điện thoại dùm anh." Chàng toan giữ tay nàng lại nhưng không kịp. Giờ này chàng muốn gác điện thoại cũng không được vì giọng nói oai oái đáng ghét của đại tá Pít trời đánh thánh đầm lại vừa vắng ra. "Pít đây, anh chưa đi ngủ chứ?" Văn Bình chép miệng. "Vâng, thưa ông, tôi chưa đi ngủ. Nhưng bây giờ là mấy giờ ông có biết không?" 2 giờ sáng. "Thưa ông, 2 giờ là giờ nghỉ ngơi. Người văn minh có lệ là không bao giờ làm rộn giấc ngủ của người ta." "Anh tha lỗi cho tôi vì đây là chuyện tối quan trọng. Đối với tôi thì bom nguyên tử rớt xuống thành phố lúc này cũng chỉ là đồ bỏ. Thôi chắc tôi lại phá đám anh rồi, chẳng qua là vô tình thôi. Có gì thì nói ngay đi, nếu không tôi cúp đấy." Đại tá Pít thở dài sườn sượt trong máy. "Côn Bì vừa bị mất tích." Văn Bình khựng người. "Ai nói với anh?" "Tôi về đến Erawan thì có một người lạ gọi điện thoại cho tôi. Hắn nói là nội đêm nay sẽ cho biết thêm tin tức." "Côn Bì bị bắt cóc à?" "Tôi cũng không biết, có thể bị bắt cũng có thể hắn tự ý bỏ đi. Tôi hối hận không nghe lời anh. Biết thế hồi nãy tôi đã tóm cổ hắn. Hắn là giám đốc địa phương, về chức vụ còn là thượng cấp của anh.
ăn bắt hắn không phải là chuyện dễ. Hắn lại có quyền tiền trạm hậu tấu, chỉ cần bấm chuông là vệ sĩ ập vào lôi anh xuống Salim. Anh ở xa trung ương, Conby thiếu gì cách làm thịt anh. Anh là người thật khó hiểu. Hồi nãy anh nghi ngờ Conby, bây giờ anh lại binh hắn. Sự đời mỗi lúc một khác thôi. Nghĩa là giờ này anh không còn nghi ngờ Conby nữa à? Tôi chưa hề nói như thế. Như thế nghĩa là thế nào? Xin anh hoãn việc thảo luận đến sáng mai, bây giờ tôi đang bận. Có lẽ tôi sẽ điên mất. Tôi cần cho anh điên để khỏi tiếp tục quấy rầy tôi. Thôi, chào anh. Tôi chúc anh vui thú với gia nhân cho đến sáng mai. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết là bọn Tứ Hùng sẽ chẳng để cho anh yên đến sáng mai đâu. Văn Bình ngồi bật dậy, nắm chặt lấy ống nghe như sợ nó tuột khỏi bàn tay. Tứ Hùng nào? Đại tá Pít nói với giọng đắc thắng. Không lẽ lại là Tứ Hùng bên tàu cách đây mấy trăm năm? Vậy là Tứ Hùng của tình báo sở. Đích thị, tôi được tin là Kiang và Nemin đã đến Vọng Cát. Nhưng tôi chắc là anh không cho sự có mặt của họ là quan trọng đâu phải không? Nói đoạn, đại tá Pít cắt điện đàm. Văn Bình hỏi dồn, alo, Pít còn đó không? Đường dây hoàn toàn câm lặng. Văn Bình gọi cho khách sạn Erawan xin phòng đại tá Pít. 2 phút sau mới có tiếng trả lời. Đó là tiếng nói của cô phụ trách tổng đài. Nàng nói bằng tiếng Anh học mót. Thưa, chuông điện thoại không reo. Văn Bình lớn tiếng, tại sao lại không được? Thưa ông khách, dặn nhân viên khách sạn không được đánh thức. Ông gọi từ Thái Hotel đến phải không? Phải. Ông khách dặn là nếu có ai từ Thái Hotel gọi đến, tuyệt đối không trả lời. Không tiếp tôi à? Vâng, chúng tôi có bổn phận phải tuân theo ý muốn của khách. Dù chúng tôi không muốn, ông yên tâm, chừng nào ông lấy phòng ở Erawan, chúng tôi sẽ luôn tuân theo ý muốn của ông. Cô đã có chồng chưa? Thưa ông, chuyện tôi có chồng hay chưa ăn nhập gì đến chuyện này. Và lại đó là chuyện riêng của tôi. Đúng, đó là chuyện riêng của cô nên tôi mới muốn biết. Xin lỗi, có lẽ ông say rượu rồi. Ông nên uống thêm một ly nữa rồi lên giường ngủ đi. Tôi vẫn tỉnh như sáo sậu, có lẽ còn tỉnh hơn cô nữa kìa. Sở dĩ tôi muốn biết chuyện riêng của cô là để nói với cô như thế này. Nếu cô chưa có chồng thì cô sẽ ở vậy đến già. Còn nếu cô đã có chồng thì chồng cô sẽ bỏ cô để lấy vợ khác. Trời đất, tôi có đụng chạm gì đến ông mà ông ác với tôi thế? Văn Bình ném điện thoại xuống bàn. Mỹ Linh nhìn chàng bằng cặp mắt ngạc nhiên. Nàng không hiểu lý do nào đã khiến chàng nổi sùng cãi lộn tay đôi với cô gái tổng đài vô tội. Bực mình, Văn Bình vùng dậy, vớ lấy chai rượu. Chàng tu một hơi hết non nữa, đoạn chàng nằm dài trên giường hút thuốc lá. Đại tá Pít vừa xỏ ngọt chàng, đợi đến phút cắt điện đàm mới xì ra mẫu tin quan trọng liên quan đến Văn Bình nhiều nhất. Đó là sự có mặt của Tứ Hùng tại thủ đô đất Thái. Đối với giới điệp báo quốc tế, thì hai tiếng Tứ Hùng cũng kêu điếc tai không kém phản lực cơ xé bức tường âm thanh. Theo sử Trung Hoa thì dưới đời Đường Ngu có 4 người hung dữ tên là Cung Kỳ, Hồn Đôn, Thao Triết và Mao Ngột. Đảng Tứ Hùng này đã bị vua Thuấn sau khi lên ngôi Thế Vương Nghiêu đẩy đi 4 chỗ xa. Các sở điệp báo Tây Phương dùng danh từ Tứ Hùng khi nói đến một phân ban ám sát trong quốc tế tình báo sở Trung Hoa Cộng sản. Cũng như dưới đời Đường Ngu, Tứ Hùng này gồm 4 nhân viên ám sát thượng hạng, 2 nam và 2 nữ. Đôi nam là Kiang và Nemin, còn đôi nữ là Hồng Xuân và Lục Xuân. Cặp Hồng Xuân và Lục Xuân chỉ xuất hiện khi cần sử dụng sắc đẹp để đánh gục những nhân vật cao cấp Tây Phương. Cặp Kiang và Nemin hoàn toàn lo về ám sát. Văn Bình chưa hề gặp họ tận mặt, nhưng sau nhiều năm tung hoành trên trường gián điệp như vào chỗ không người, nên chàng cảm thấy buồn. Nên khi được tin tình báo sở có Tứ Hùng, chàng bắt đầu hơi vui. Một hôm, ông Hoàng mời chàng vào phòng giấy để thưởng thức két rượu whisky hạng nhất vừa được gửi từ Anh Quốc tới Sài Gòn rồi nói, tôi vừa có tin mừng cho anh, tin về Tứ Hùng. Văn Bình đã từng nghe bàn tán nhiều về Tứ Hùng, song đây là lần thứ nhất ông Tổng Giám Đốc đặt thành vấn đề với chàng. Ông Hoàng rót thêm cho chàng ly rượu trước khi nói tiếp. Tứ Hùng là chuyện có thật chứ không phải tưởng tượng. Tôi vừa nhận được ảnh của họ. Rất tiếc là tôi chưa có ảnh của 2 người đàn bà mà tôi chắc là đẹp tuyệt vời. Tôi chỉ mới có ảnh của Kiang và Nemin mà thôi. Bản báo cáo của nhân viên sở từ Bắc Kinh chuyển về cho biết khá đầy đủ về cặp Kiang Nemin. Nemin bắn rất giỏi, về bắn gần thì tương đương với anh, song về bắn xa thì hơn hẳn anh. Trong vòng 200m, Nemin có thể bắn mũi tên lọt qua lỗ giữa của đồng tiền. Anh thấy không, trong khoảng cách này, con mắt bình thường còn chưa nhìn thấy đồng tiền chứ đừng nói là lỗ giữa của nó. Tôi tin là anh có thể bắn trúng, nhưng anh lại phải dùng ống ngắm khuyết đại. Như vậy là mắt Nemin sáng hơn mắt anh. Nếu bắn nhau với hắn ban đêm, anh sẽ thua hắn. Vì vậy, trong trường hợp gặp Nemin, anh nên tìm cách đấu súng ban ngày. Thế còn Kiang, đặc điểm của Kiang là 2 bàn tay. Sống bàn tay của hắn cũng sắc bén và cứng rắn như người đã luyện kim thủ siêu pháp. Tôi đã biết rõ tài nghệ của anh. Anh hơn Kiang về mọi phương diện, song riêng bàn tay anh khó có thể hơn hắn. Khi quần thảo với hắn, anh phải coi chừng.
Tốt nhất là trước lúc giao đấu, hắn hãy tìm cách hóa giải biệt tài thiết thủ của hắn. Thưa bằng điểm huyệt. Phải, theo chỗ tôi biết, yếu điểm của hắn là ở huyệt lão cống. Huyệt này thuộc âm, nghĩa là chỉ mở hé trong khoảng thời gian từ đầu giờ Dậu đến giờ Sửu. Xét về nghệ thuật Atemi của anh vẫn có thể đánh hắn bại liệt trong khoảng thời gian từ rạng sáng đến hoàng hôn, nhưng anh phải phí rất nhiều công lực. Nếu Kiang là người tập luyện lâu năm thì tính mạng anh có thể bị thương tổn. Sống với anh đã lâu, tôi không lạ gì tính anh. Dặn anh thận trọng thì anh lại càng có thái độ liều lĩnh. Lần này tôi hy vọng là anh nghe lời tôi, vì tôi không muốn anh trở thành tàn phế. Lời nói tâm huyết của ông tổng giám đốc vẫn còn văng vẳng bên tai chàng. Ông Hoàng nói đúng, từ xưa đến nay chàng thường không nghe lời ông dặn dò. Ông Hoàng không lấy thế làm giận, ông chỉ cho đó là phản ứng tự nhiên của một người thừa sinh lực bất đắc chí từ thuở thiếu niên. Nhưng hôm ấy, ông ân cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và trước khi chàng rời văn phòng, ông Hoàng đã đứng dậy, một cử chỉ hiếm có, rồi nói thêm. Anh nhớ cho kỹ, anh đừng nên khinh địch. Quốc tế tình báo sở đã đặt hết tin tưởng vào tài điện xạ của Nemin, cũng như tài kim thủ của Kiang. Riêng tôi và sở mật vụ thì chỉ biết trông cậy vào anh. Anh mà có mệnh hệ nào thì sở sẽ sụp đổ. Giờ đây, Kiang và Nemin đã xuất hiện bằng xương bằng thịt tại thủ đô Vọng Khác.